Người ta đang trong một căn nhà cổ, rất là cổ, địa chủ hoặc là đại địa chủ. Đây là phòng khách, có quy định về vị trí ngồi của khách và vị trí người ngồi ở vị trí thấp hơn. Có treo cả cá gỗ, chắc là để ăn cho no đây. Ở phía sau là một cái cành khá giống tầm xuân ở Việt Nam, nhưng mà không phải tầm xuân. Đây là một cái văn hóa của Nhật và sẽ gặp ở các cái phố mua sắm, ở các cửa hàng người ta sẽ treo ở trước cửa như Việt Nam treo cờ. Còn phía trong là khu vực bếp, bếp nấu. Đây là có cái khung giật cùi và các cái thiết bị để làm bánh mochi. Và đây là cái bàn thờ, không rõ là thờ ai. Căn nhà này khá lớn, có tầng 2. Với độ cao này thì nó khá cao so với nhà Nhật hiện tại. Đây là một góc nhỏ để trưng bày nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Còn phía ngoài khu vườn, còn phía trong này có lẽ là phòng làm việc của ông chủ của nhà. Đây là một nét văn hóa của Nhật, nó thể hiện cái bậc tam tam cấp, các cái quan hệ thứ bậc ở trong xã hội của Nhật. Một bộ như này thường nó có thể lên đến giá, nó có thể đến vài trăm triệu. Khung này chắc là Trung Linh thích này. Nghệ thuật origami dùng để trang trí. Còn phía trong này chắc là khu vực để tiếp những khách quý, làm phòng trà hoặc là biểu diễn nghệ thuật. Các cái nét trang trí hoa văn rất là tinh xảo, cầu kỳ. Căn phòng rất là đẹp. Quân vương, phía dưới là các quan thần và văn võ. Một kiểu cửa giấy ngày xưa. Không, ở đây ngoài kính, ở đây là loại giấy dầu chắn được gió nhưng sẽ là dễ rách. Đây là một căn phòng ngủ. Phòng này là 4 chiếu rưỡi, có tủ để đồ,
căn phòng nữa, và đây có cầu thang lên trên tầng, trên gác. Đây là tủ để đồ ngày xưa. Đây cũng có người thang lên trên tầng. Khu vực trong đây là bếp của người Nhật, và xem nào, có rất nhiều đồ thùng đựng gia vị, đồ nấu ăn, cối chày, cái giá kệ, giày dép để đi mùa đông rồi, bằng cõi. Một cái thuyền nhỏ, các cái xô chợ, một căn nhà khá là rộng rãi.